thiện là con ghét lắm, con nói không thích thiện đâu, rồi thiện gì mà con quá trời quá đó, đau chân nhưng không thích, thích đi học cho biết vậy thôi. Mà khi học rồi thì con như cái cây nó ngã đi một bên, và từ từ đó con tìm hiểu sâu hơn, con không mỗi buổi nào hết con học. Và thuyết thiên sư mở khóa thiền đầu tiên, con nhớ con đi vừa được 3 ngày rồi, con không chịu nổi nữa, con muốn về, bởi vì con bị sốc tâm lý. Thứ nhất là không cho ăn nhiều để con chịu không nổi rồi, cái thứ hai là bắt con dậy sớm con cũng chịu không nổi luôn, cái thứ ba nữa là trong rất đông gần 200 mấy thiền sinh mà phải ở chung với những người lớn tuổi hơn, người ta không ngủ được quạt, người ta không ngủ được mấy lần, rồi ở con thì nóng, con chịu không nổi, đủ thứ chuyện xảy ra hết. Ngày thứ ba con ra ngoài cắm chỗ thiền viện Phước Sơn, chỗ đó con ngồi con khóc. Thì tự nhiên không ai quan tâm đến con hết, thì lúc đó trễ rồi, tất cả mọi người vô hết rồi, con vẫn ngồi đó con khóc, con không chịu vô. Cái rồi có một vị kia nữ tầm khoảng 60-70, cái nó giỏi đi ngang, mặt rất là hiền, hỏi tại sao con lại ngồi đây con khóc. Con nói cô ơi, chỉ con có đường nào về Sài Gòn được không, chứ con không biết được là cái xe nào để về Sài Gòn ngay bây giờ, con muốn về. Tại sao con đi khóa thiền mấy ngày rồi, nhà ba ngày, nói tại sao con lại về, bây giờ thì rửa mặt nghe cô đi vô rồi mọi chuyện sẽ qua hết, cứ yên tâm đi. Cái rồi cô đi đi vô trong đó trước, cái mình cũng nghe lời rửa mặt đi theo, mà mình tĩnh tâm lại và mình bắt đầu học hỏi thiền. Cha mẹ ơi, ngồi cái tâm nó nhảy như con cá dưới nước, nó thể lên bờ vậy, nghĩ tưng tưng không thể nào mà dành được cái tâm mình xuống hết. Mình không quá sưng sau khi đi trình pháp mà mình có thấy gì đâu, mình trình thở không trình luôn. Mà sư ngày nào sư cũng lên nói là các vị nên đi trình pháp đi, này khi nọ mình cũng không đi, mình thầm chịu chậm chứ mình không đi. Cái đó lúc đó cái cách duy nhất là mình cầu cứu chư thiên, đang thay vì mình cầu cứu sư chỉ mình thầm mình cầu cứu chư thiên, đấy chư thiên thương con chỉ con ngồi thiền đi, chứ bây giờ con chịu hết nổi rồi, hai bạn 6-7 gì rồi con chưa biết ngồi thiền nữa. Thì tự nhiên ngồi được một tiếng không đào chân, thì mình nghĩ là mình ngồi được rồi mà, nhưng mà cái tâm nó cũng còn lung tung lắm, không có thể nào biết được, mà mình không biết điều tiết cái tâm. Thì thở ra sư mẹ cũng kêu gọi lên trình pháp, mình lại cố tình lì không đi trình pháp suốt 10 ngày hết pháp, thì nhất không đi trình pháp bao giờ. Về nhà tưởng mình ngon lắm, đem lên giường ngồi thiền, ngồi chút xíu ngủ rồi không ngồi được. Đại sư lại tổ chức khóa thứ hai, đăng ký đi tiếp, nhưng mà là về khác nha, mình là cái cũ hay cái mới nữa. Lên bữa trước, bữa đầu tiên, bữa thứ hai, nó cứ tinh tấn từ từ, giống như cái cõi nó mở vậy, và nó từ từ. Lúc đó một ngày trình pháp hay rồi, tự động đi trình pháp ngay kia. Mà lúc đó đại sư rất là sợ, từ sau thấy sư đã ghé rồi, không dám đến gần nữa, không biết sao đó. Rồi bắt đầu trình pháp từ từ, rồi bắt đầu trình pháp thứ ba, thì cái càng tinh tấn lần đi trình pháp, thì không lần nào mình sai, lần nào mình cũng đúng. Sư cũng đều khuyến khích là cố lên đúng rồi, cô đi, cô thiền gì là đúng pháp rồi. Rất là vui về thì cái thiền thứ ba vừa rồi thì vị sư có hướng dẫn là cô nên quán cái tâm tướng đi, vô thường khổ vô ngã, thì mình cũng nghe lời này, mình ngồi xuống mình cần quán, nhưng mà nó nhẹ lắm, nó không có sâu sắc, nó cứ chút vậy thôi, mình hết khóa thiền mình cũng về, nhưng mà nó lạ lắm. Về nhà không cần quán, không cần ngồi thiền, mà đi tới đâu mình thấy một người đang đau kê kế nhà mình, họ cầm lấy bia uống, cái mình nhìn họ tự nhiên mình quán được là cái khổ, mình thấy cái này vô thường mà họ vô minh là sẽ khổ. Rồi về nhà mấy đứa con gái nó khoe là cũng có bạn trai này kia nọ, thấy nó mời dẫn bạn trai đến nhà chào mẹ, nhưng mà nhìn nó nhìn biết trời ơi tại sao lại yêu đương được cũng tan vỡ thôi, ngọt ngào đến mấy cái ta thành mây à, mình nghĩ bụng vậy á, nhưng mình không dám nói nó, sợ nó không nói mẹ gì nữa, cái mình cũng thấy cái khổ của nó mà mình cũng chẳng dám nói. Tại sao mình đi đây cho thấy ha, mình thấy khổ mình quá tuyệt hết, tất cả mọi thứ mà không thiện, bắt đầu bắt ấu cái điều đó. Khi cư sư tổ chức khóa này thì thiên nhiên này mình đi liền để cố gắng định pháp để gieo duyên thôi, nhưng mà biết là 7 ngày, nhưng mà con nó hỏi mẹ đi mấy ngày thì mình nói là mẹ đi một tháng thì mới về đó. Nó nói sao mẹ đi lâu như vậy, nó nói thì mẹ tổ chức lâu mẹ đi lâu, nhưng mà mình cố tình mình muốn ở lại để mình học thêm cho rõ cái quán cái tâm tướng nhận thức như thế nào. Thì bữa trước bữa sau sư ra đình pháp thì mình lên đình pháp, thì sư hỏi
nó nhảy số. Mình sẽ mình nghĩ nếu mình xuất gia thì mình có thể sắp xếp việc đạo với việc nhà được. Mình lên nói với sư, thưa sư tôi muốn được